Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Xin giới thiệu với mọi người một bất động sản hai mặt tiền đường Trần Quang Khải, vị trí rất là đẹp, đang có nhu cầu bán. Căn bất động sản này thì có một mặt tiền chính là đường Trần Quang Khải với chiều ngang là 16,5m và một mặt hẻm xe hơi bên hông với chiều dài là 16m, diện tích đất công nhận là 241m2 và với kết cấu là một trệt hai lầu. Hiện đang cho thuê ở giá tương đối tốt và hợp đồng còn dài hạn. Giá chủ đang chào bán là 120 tỷ còn thương lượng trực tiếp với chủ. Khu được xây dựng cao tầng. Cô chú anh chị nào đang tìm kiếm khu vực mặt tiền đường Trần Quang Khải để xây dựng mới thì có thể tham khảo căn này. Cần thêm thông tin gì thì có thể liên hệ trực tiếp với em để em gửi thêm giấy tờ cũng như là trao đổi thêm về phương thức giao dịch. Rất cảm ơn cô chú anh chị đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bất động sản kế tiếp. Xin chào. Một căn nhà mặt tiền với vị trí rất là đẹp, ngay ngã tư Lê Hữu Cầu, Nguyễn Phi Khanh, Trần Quang Khải và Trần Khắc Chân, đang cho cà phê Cardinal thuê với diện tích đất là 95m2 chưa trừ lũ giới, kết cấu gồm một trệt 4 lầu, hiện đang cho thuê, hợp đồng còn dài hạn. Cô chú anh chị nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với em để em gửi thêm giấy tờ nhà cũng như là trao đổi thêm về giá cũng như là phương thức giao dịch. Rất cảm ơn cô chú anh chị đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những căn nhà kế tiếp. Xin chào. Chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay xin giới thiệu với mọi người một căn nhà mặt tiền đường Trần Quang Khải, gần ngã tư Trần Quang Khải, Trần Khắc Chân. Vị trí cũng rất là đẹp, đang có nhu cầu bán. Đó là căn nhà ở địa chỉ 148 Trần Quang Khải, Du Học Tân Đại Dương. Với diện tích được công nhận là 84m, ngang 4m, nở hậu, kết cấu là một trệt, lửng 4 lầu, thang máy. Hiện trạng thì đang cho thuê tầng trệt và chủ đang chào với giá là 55 tỷ, còn thương lượng trực tiếp với chủ. Cô chú anh chị quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với em để xem giấy tờ nhà. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin giới thiệu với mọi người một căn nhà mặt tiền đường Nguyễn Văn Nguyễn, phường Tân Định, quận Nhất. Vị trí là gần ngã ba Nguyễn Văn Nguyễn và Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, đang có nhu cầu bán. Căn này với diện tích là ngang 4, chiều dài là 22, công nhận là 88m2 đất, kết cấu là một trệt, 5 lầu và thang máy. Hiện trạng thì đang cho thuê, hợp đồng còn dài hạn. Chủ đang chào giá là 27,5 tỷ, còn thương lượng trực tiếp với chủ. Cô chú anh chị quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với em để em gửi sổ cũng như là trao đổi thêm về phương thức giao dịch. Xin chào. Xin giới thiệu với cô chú anh chị và các bạn một miếng đất mặt tiền đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, gần ngã tư Trần Quang Khải, Nguyễn Phi Khanh và Trần Khắc Chân. Vị trí rất là đẹp, đang có nhu cầu bán. Miếng đất này ở địa chỉ số 132A Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Với diện tích ngang là 8m6, nở hậu ra là 15m và chiều dài là 23m. Tổng diện tích đất được công nhận là 240m2. Giấy phép xây dựng là hầm 12 lầu. Giá chủ đang chào là 190 tỷ còn thương lượng trực tiếp với chủ.